Mới gửi con muối vô trường có 3 tuần thôi mà cô giáo trứng muối muốn cấm tôi lên trường luôn rồi. Kiểu gửi con nội trú nhưng mà ngày nào cũng muốn lên rước về vậy á. Chứ hả mọi người nghĩ đi, nhìn cái hình thôi là nhớ nó rồi. Bánh bao thì không có, muối ở nhà nhìn nó sầu đời hẳn luôn. Vậy á nên hôm nay phải giả bộ lấy cớ tiếp tế lương thực cho con trứng muối. Xong rồi sơ hở là rước nó về liền. Cái đống bò hầm rau củ xong rồi gà dinh dưỡng, rau hỗn hợp hay là chim cút xay, toàn là đồ khoái khẩu của anh bao trứng muối không á. Bởi vậy hồi xưa lúc mà chưa nuôi hai tụi nó, chỉ nghĩ đơn giản là hút xích xong mình ăn gì nó ăn đó. Đúng là tụi trẻ luôn có những sai lầm. Mà mới bước có một chân ra đường là dính mưa, tấp xe vô lấy cao mưa ra cái là hết mưa. Xong rồi còn nắng nữa, mấy cái thời tiết này người còn chịu không nổi. Nên mấy bạn nuôi tụi nhỏ có chừng bị bệnh nha. Rồi vẫn là một câu chuyện cũ, mỗi lần tôi tới là nó chơi với bạn với thầy, nó không có biết ba nó là ai hết. Tôi á phải sắn cái quần vô chơi với nó thì nó mới biết là ông già của nó. Đúng là tụi Beagle nhiều năng lượng, cái nào vui là nó ưu tiên trước rồi. Chơi với nó có một xíu mà thở ra hơi luôn. Rồi sẵn đem bịch cá ngừ lên cho mấy đứa bạn trong lớp nó ăn. Nên giới thiệu luôn bạn của mấy đứa con tôi. Đây là Leo, bạn thân số 2 của trứng muối. Cũng gần 8 tháng. Mấy con cọt ghi bình thường á là mỏ hổn lắm. Còn con này nó được học sớm á, nên học xong á nó im re không thèm sủa luôn. Còn cái bà mà đang nằm ở dưới tôi nè, tên là Sam. Hồi xưa gặp người lạ là bỏ chạy 8 kiếp luôn. Ta nói nó nhát kinh khủng luôn. Mà học xong á gặp ai nó cũng bu lại hết. Còn bạn này tên là Bu, mới nhập học lớp của trứng muối. Nghe nói là bị mắc bệnh tăng động giảm chú ý, kêu hoài mà nó không nghe. Rồi xả năng lượng ngoài trời xong là bây giờ vô học nè. Tôi giống như là phụ huynh đứng coi con của tôi học vậy á. Hôm nay là mấy cái lệnh lại đây, bắt tay xong rồi lăn bò các kiểu, là con muối nó thuộc lòng luôn rồi. Còn tôi bữa giờ lui tới trường con muối nhiều, cũng thay đổi được nhiều tư duy trong cách nuôi dạy tụi nó. Mới nhận ra đa phần là người Việt Nam mình rất là thích nuôi thú cưng nhưng mà không có dạy đúng cách, rồi không có biết cách xã hội hóa, nên tụi nó mới bị bệnh các kiểu xong rồi còn giữ với người khác nữa. Thôi khúc này là hai cha con tụi tôi ôm nhau một cái rồi chia tay tạm biệt.